1, 2, 3, chào. Rồi đăng đường xài. Rồi tiếp tục làm clip. Mấy con mắt này mệt quá. Đến với video tiếp theo của mình, dẫn cho các bạn một tí cho vui thôi, chứ hôm nay mình sẽ làm một cái trứng nướng chấm với bún ớt. Ok, và nếu như các bạn thích cái video này hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Ở đây là không có lá chuối nha anh em. Bây giờ mình sẽ bẻ lá lục bình, tại vì lá lục bình khá là to. Mình sẽ bẻ lá lục bình để đựng muối, đồ, trứng cút, các thứ rất là nhiều. Đó, lục bình khá là to luôn các bạn. Cái lá nó bự hơn cái bàn tay của mình nữa đó. Nước đá các bạn ơi, để đây cho nó sạch. Hai chị em đang đào lỗ các bạn ơi. Ở đây mình đã chuẩn bị chai dầu với cái hột quạt, chai muối nữa cho nó ngon. Bây giờ mình sẽ đào lỗ các bạn ơi. Nè các bạn nhìn nè, đào khá là lâu á. Đào lỗ để mà có lỗ để mà để củi xuống, để mà nhúng lửa lên để mà nướng trứng cút. Trứng cút á thì mình sẽ không có luộc trước, để nguyên trứng nướng luôn cho nó chắc. Ok, không biết là đào cái lỗ này đến khi nào nữa nè các bạn ơi. Các bạn nhìn đất nè. Đó. Cố gắng đào thôi các bạn ơi, đất quá trời nè. Đó. Chị em mình ngồi đào các bạn ơi, đất quá trời luôn, không biết là cái lỗ này đến bao giờ nó mới xong nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi lụm củi các bạn ơi. Lụm được bao nhiêu thì lụm, chứ phải đốt cho nó cháy, có than rồi mình mới để trứng cút vô vậy nó sẽ ngon hơn. Các bạn đi. Ở đây nè, có rất là nhiều cây nó đã khô rồi thì nó sẽ rất là mau chín. Hả? Ở đây có lá xài nữa nè anh em. Wow. Lá xài nè các bạn ơi. Rồi. Mình nghĩ bao nhiêu đây là đủ rồi, bây giờ các bạn đi không có đâu. Bây giờ mình sẽ chụp vô cho mau cháy anh em ơi. Củi hồi nãy mình bẻ nè, khá là mau cháy, không phải là bẻ mà là lụm nè. Ui, nóng quá. Bên kia còn củi kìa các bạn ơi. Đó. Bên đây thì nó đã cháy rồi. Tận dụng cơ hội, phải bỏ nhiều củi vô. Bây giờ mình sẽ dùng công phu của mình, tập võ của mình lên đây vàng để mình bẻ củi cho bạn xem nha. Một hay là bãi trưởng, bãi trưởng nó nghĩa không gãy nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chụm chụm vô mới được. Bây giờ mình sẽ lấy trứng cút ra, bỏ trứng cút vô than nha anh em. Rồi đây là trong đây mình mua số trứng cút này nó rơi tầm 50 trứng, đúng rồi, đây là 50 trứng, có trứng bể nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đem lại bỏ vô cái đống củi đằng kia. Rồi. Ở đằng đây nữa nè, lấy hết luôn luôn. Chừa 10 trứng. Thôi luộc hết luôn đi. Cho nó vô ẻm hết đi. À, còn đây rất là nhiều luôn các bạn ơi, mình sẽ để vô hết luôn cho nó mau có đi mà ăn. Đó. Gió mát quá.
giờ mình chỉ cần chờ một chút xíu nữa là có thể ăn rồi. Thì các bạn chờ một chút xíu nữa, mình cũng đang chờ đây. Ui, sắp được ăn rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi, hết gió rồi các bạn ơi. Thật sự hết gió, mình cảm thấy gớ gớ là nực luôn. Gió rồi khói nó mới mát, nó mới làm dịu cơ thể của mình được. Thật sự bây giờ rất là nắng. Đó bạn có thể thấy rất là nắng luôn. Ngoài đó là ngoài đồng á bạn ơi. Ngoài đồng thì đang rất là nắng. Mình thì ngồi với cái bóng cây xài thì nó rất là mát. Nhưng mà phải có gió nữa thì khá là ok. Còn cái này là không có gió thì cảm thấy nực. Mình sẽ tích cực cho nó mau chín các bạn. Đó, chứ nãy giờ là nó nổ rất là nhiều luôn. Các bạn nhìn cái đống lửa à, trời, phải nói là nướng như thế này rất là cực khổ luôn. Nên các bạn hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Các bạn nhìn nè, trời ơi, đống lửa. Rau muống đồ cho nó chín hết. Ui trời ơi, hơn vãi chưởng luôn các bạn ơi. Chị em tôi đang tích cực bẻ thêm lá lục bình để chảy ra thành một cái vòng tròn các bạn ơi, để mà đựng trứng cút vô ăn. Đó. Rồi sao mình lá lục bình khá là nhiều. Đây. Đang tích cực các bạn, ai cũng tích cực làm hết, mình làm chén nước chấm siêu ngon các bạn ơi. Còn bên kia thì trứng cút nó đang nổ. Hang tàn rồi anh em ơi, bây giờ mình sẽ lấy trứng cút ra. Các bạn nhìn nè. Ôi trứng cút nè các bạn ơi. Nó đã chín rồi, bây giờ mình không có đũa thì mình sẽ dùng sinh tồn. Mình sẽ lấy cái lục bình. Đó, sẽ để vô. Má, nó đéo để được luôn vãi lờ. Quá trời luôn các bạn ơi. Rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ lấy trứng cút các bạn ơi, thật sự nó rất là nóng luôn. Ồ nhưng mà phải nói một điều công nhận là nó rất là thơm luôn. Ui. Nó như là trứng chim vậy anh em. Wow. Ui đi đi thôi các bạn ơi. Ui ôi. Thêm một cái nữa nè. Đó, giờ mình sẽ lấy thêm nha. Đó, đây là dụng cụ sinh tồn 2019. Thơm quá anh em ơi. Ui ui. Hơi nóng, hơi nóng. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng. Ôi ôi. Ôi. Ôi anh em nhìn nè. Rồi, trứng cút à. Ôi ôi, rất là thơm luôn. Cực kỳ thơm luôn các bạn ơi. Đây là cái miếng lục bình mình đã chảy gan là chuối nha các bạn, tại vì ở đây đâu có chuối đâu. Đó các bạn nhìn nè. Rất là thơm, rất là nóng luôn. Trời ơi. Trứng cút nướng thì còn gì bằng các bạn ơi. Dai dai á. Ngon. Trời ơi trời, anh em nhìn nè. Nóng. Trứng cút nướng như thế này nó rất là thơm luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ lột ra ăn thêm một trứng nữa cho bạn thêm nha. Đi trứng ra đi. Nóng ăn phê lắm. Đã. Trứng này nè các bạn ơi, nó đã khét rồi, mình nghĩ là ăn sẽ rất là ngon. Đó. Mất tiêu mẹ kia rồi, nhưng mà không sao. Ăn này đi. Đó, bây giờ mình sẽ chấm nha. Ôi trời. Rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ lột thêm trứng thứ hai nè. Mình đang rất là đói các bạn. Sớm giờ mình ăn ổi không mà bây giờ cũng mới được trứng cút như thế này. Cái mùi thơm. Ôi ôi. Gió mát như thế này. Tuyệt vời mặt trời. Ôi ôi, chấm vô. Phở vô miệng. Ngon. Mm.
Ăn nguyên cái vỏ luôn xem là nó như thế nào. Trứng này gan là trứng ung luôn nè anh em ơi. Nó đang hư hết trơn rồi. Lột giùm chị ơi. Đang ăn á các bạn ơi. Trên trời tự nhiên có máy bay các bạn nhìn nè. Không biết là chảnh có hay là không. Mà sớm giờ mình nghe quá trời luôn. Thôi. Quan trọng là ngon là ok. Nếu như các bạn xem video các bạn thấy ngon, thấy hèm và thấy mình làm như thế nào đó thì các bạn nếu thấy thích cái video này thì để lại cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình có thể ra được nhiều video hay và thú vị hơn cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chào tất cả các bạn.